Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Jacobe Nguyễn Đăng Tỏ, Giuse Đinh Khắc Thiện, Giuse Nguyễn Trung Sơn, Lorenzo Nguyễn Trí Toại, Anna Trần Thị Nghĩa, Cecilia Phạm Thị Suốt, Maria Trương Thị Riễm, Rosa Vũ Thị Thành, Kurt Dimatis lễ dỗ, cùng phượng xin đền tạ hai thánh tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lễ cầu cho linh hồn Phêrô, các linh hồn Cecilia Trần Sophie, các linh hồn nơi luyện ngục và Phêrô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chống qua đời này, chúng con đã gắn bó với những của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Vào đầu triều Jehoiakim, con vua Josiahu làm vua Juda, có lời sau đây từ Đức Chúa gửi đến. Đức Chúa phán như sau: ngươi hãy đứng ở tiền đình nhà Đức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Juda đang đến thờ lạy trong nhà Đức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại. Bây giờ ta sẽ hối tiếc về tai họa chính ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. Ngươi hãy bảo chúng, Đức Chúa phán như sau: nếu các ngươi không chịu nghe ta mà sống theo lề luật ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của ta, những người chính ta không ngừng sai đến với các ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe, ta sẽ xử với nhà này như với Silo con thành này. Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa, các tư tế, các
Các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a công bố những lời trên đây trong nhà Đức Chúa. Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói điều với Đức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo: thế nào ông cũng phải chết, tại sao ông lại dám nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng nhà này sẽ nên như Silo, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ? Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a trong nhà Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu, bọn thù con vô ly lại mạnh thế hơn con. Chẳng lấy chi của người, thế mà còn con phải trả. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Âu cũng vì Ngài mà con bị người đời thoa mà, chiều nhuông nhớ phủ lâm mặt mày. Anh em nhà kê con như người dưng nước lá, hàng mau mù xem con bằng khăn la mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoa mà Ngài nay chính con hứng chịu. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: ngôn sứ bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe thấy trình thuật của việc Chúa Giêsu trở lại quê hương của Ngài là Nazareth,
và Ngài đã giảng dạy trong hội đường. Sự khôn ngoan và quyền làm phép của Ngài đã khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Đây là những người đồng hương của Ngài. Nhưng ngay sau đó, vì những ý nghĩ, những sự hiểu biết của chính họ trước đây về Chúa Giêsu và trong thực tại là Chúa Giêsu chỉ là con của bác thợ, còn mẹ Maria là những người lối xóm của họ, cũng như ở đây nói đến anh em của Ngài cũng như chị em của Ngài là những người hàng xóm, họ đều biết nhau hết. Và chính vì thế mà tin mừng nói rằng họ đã vấp ngã. Vấp ngã ở đây, vấp ngã vì sự không phải vì sự ngạc nhiên nữa, nhưng vấp ngã vì những thành kiến mà họ đã có trước. Có những thành kiến vô lý như thế, nhưng người ta vẫn để cho những thành kiến ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ở đây thì thật sự ảnh hưởng khá nặng nề đối với lại những người cùng quê xóm với lại Chúa Giêsu. Cũng chỉ vì những thành kiến của họ mà Chúa Giêsu đã không làm một phép lạ nào nữa cho họ. Quý ông bà và anh chị em, theo tâm lý bình thường, thường tình của con người, thì mỗi người chúng ta thường thích có những cái khuôn khổ sẵn có trong cuộc sống của mình, để rồi vì nhờ đó mà ổn định cuộc sống, để dự liệu cho những gì xảy ra trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và bởi vì như thế, khi có những khuynh hướng thay đổi thì chúng ta đã không thay đổi, để rồi từ đó chúng ta tạo nên những thành kiến sẵn có để chúng ta đánh giá cuộc sống, đánh giá người chung quanh. Những thành kiến ấy thật sự đã làm thiệt hại đến cuộc sống của cá nhân, của gia đình cũng như của xã hội ngày hôm nay. Tâm thức để chúng ta hiểu phần nào biến cố trong trình thuật của tin mừng ngày hôm nay, đó là việc họ đã không tin nhận vào Chúa Giêsu bởi vì những suy nghĩ, những hành động quen thuộc và những thành kiến của họ. Chúng ta được mời gọi ngày hôm nay để chúng ta xem lại đức tin của chúng ta có thực sự sống động hay chỉ là những thói quen khô khan, nguội lạnh và chỉ vì quá quen thuộc như những người dân làng Nazareth. Phải chăng cuộc sống của chúng ta đã trở thành mù quáng hoặc nô lệ cho những thành kiến đến độ không còn nhạy bén trước những tác động của ơn Chúa? Nói như vậy là để mỗi người chúng ta ngày hôm nay hãy suy ngẫm xem chúng ta có những thành kiến như thế nào trong cuộc sống với cá nhân của chúng ta, với những người thân thương ở trong gia đình chúng ta, những người hàng xóm của chúng ta, những người trong cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta cần đến ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta không có những thái độ lạnh nhạt của chúng ta, để rồi những thành kiến đó làm cho chúng ta mất đi ân sủng mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta, cho gia đình, cho cộng đoàn.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó, mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì
vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.